故乡。姑姑，哎，我的呀，人过招摇。OK， ở đây chẳng tiếng Nhật là cô cô. Ở đây cô cô. Đọc thêm một từ nữa, thêm chữ rô vào đằng sau. Kokoro. Kokoro, trái tim. Kokoro, trái tim ở đây này. Kokoro. Này này này. Sao? Có biết cái món đồ cổ của anh ở đâu không? Đồ cổ à? À đây rồi. Đây đúng không? Đúng 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 đúng. Đồ cổ. Trong tiếng Nhật, ở đâu là đồ cổ? Đồ cổ. Đồ cổ. Đồ cổ. Này, trong bài 1 chúng ta học từ giáo viên. Giáo viên trong tiếng Nhật là gì? Giáo viên là kyoshi. Đúng rồi, kyoshi. Vậy thì trong bài này chúng ta sẽ học một từ, đó là từ phòng học. Kyoshitsu. Kyoshitsu. Kyoshi là giáo viên, còn kyoshitsu là phòng học. Phòng học của giáo viên là gì? Kyoshi no kyoshitsu. Ghế một cái, bàn hai cái, giấy vệ sinh. Gì? Sao? Dì mua sổ văn phòng cho cháu chưa? Chờ tí. Dì mua sổ. Dì mua sổ là văn phòng. Dì mua sổ. Dì mua sổ. Dì mua sổ. Dì mua sổ. Văn phòng. Văn phòng là gì nhỉ? Dì mua sổ. Ok. Ông ơi, ok chưa thế? À, xong rồi. Lễ tân gọi đấy. Lễ tân gọi à? Ừ. Lễ tân tiếng Nhật là gì? Lễ tân tiếng Nhật là ukezuke. Ok chưa thế? Ukezuke. Yeah! Yeah! Trong tiếng Nhật, phòng là hea. Hea. Hiya. Hiya. Trong tiếng Nhật, nhà vệ sinh hay toilet là otearai. Otearai. Otearai có nghĩa là gì nhỉ? Nghĩa gốc của nó là te, te là tay. Arai là rửa. Được chưa? Tức là nơi rửa tay, nhớ chưa? Ừ, thì nó ghép lại là o, nó thêm đằng trước là gì nhỉ? Nó biểu hiện sự lịch sự đó, được chưa? Otearai. Otearai. Ngoài từ gì nhỉ? Toilet, toilet là nhà vệ sinh đúng không? Ừ. Thế người ta hay dùng từ otearai để chỉ tính lịch sự. Anh ơi có chỗ rửa tay không? Như ở trong tiếng Việt á. Ừ. Đúng nào? Chứ mình chờ anh ơi có nhà vệ sinh không? Đúng không? Anh ơi có nhà rửa tay, anh cho em rửa tay cái. Thì ra đi vào nhà vệ sinh để nhận vào rửa tay hoặc là làm một số việc gì đó không đi biết. Vệ sinh luôn cũng được. Otearai. Ôi này mẹ ơi. Ơi, sao cái cầu thang này nhìn nó có cái vạch gì đen đen vằn 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 này ghê thế. Trông quái đản nhỉ. Quái đản vãi. Quái đản. Hey, quái đản. Ok. Cầu thang trong tiếng Nhật là kai đản. Kai đản. Quái đản. Kai đản. Ôi chết. Ê, lên thang máy nhanh. Nhanh nhanh nhanh. Này ông vừa nói gì ấy? Elen. Elen à? Ừ. Elevator là thang máy đúng không? Elevator. Ok. Elen thang máy. Elevator. Ok. Trong tiếng Nhật, đất nước là kuni. 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 Ngược lại của kuni là đọc, chúng ta sẽ đọc là niku. Niku. Niku là thịt. Một đất nước toàn thịt là thịt. Một đất nước toàn thịt là thịt. Đi về em ơi, về. Ừ, chịu đâu, không về nhà đâu. Đi, về. Ừ, chịu đâu. Đi khách sạn à? Ừ. Oh no. Hay, trong tiếng Nhật, nhà là uchi. Uchi về nhà. Đúng không nào? Hay, uchi, uchi. Ngoài ra còn một từ nữa là gì nhỉ? Người ta hay sử dụng nhỉ? Ie. Ie. Ie cũng là nhà nhá, mà từ này cũng sử dụng rất là nhiều nên các bạn cố gắng học nhá. Uchi và Ie. Ie. Này, con bé Nhật hôm qua sinh nhỉ? Máy điện cho nó chưa? Đêm qua gọi rồi. Đêm qua gọi rồi à? Ừ. Trong tiếng Nhật, điện thoại là denwa. Denwa.
Đêm qua. Này, ơi. Hôm nọ học bài 1 có từ hỏi tuổi một cách lịch sự ấy, thì dùng là gì nhỉ? Hỏi tuổi lịch sự là oikutsu. Oikutsu. Tức là ôi cứ thử đoán đi, bao nhiêu tuổi hôm trước là mình đã học rồi đúng không? Thế thì kutsu là giày đấy. Ừ, kutsu là giày. Thử đoán xem đôi giày này bao nhiêu tuổi. Kutsu, oi kutsu. Ok. Các bạn đã nhớ chưa? Kutsu là đôi giày. Ừ. Này cô Thái. À, dạ anh gọi em. Đeo cà vạt vào, sắp đến giờ phỏng vấn nơi rồi, mặc lôi thôi ấy. Chết. Mua để quên ngoài kia rồi. Đi đây anh. Cà vạt trong tiếng Nhật là necktie. Necktie. Này cô Thái, necktie. Thiên buồn mồm quá nè. Cháu bao Vinataba cô ơi. Cái gì cơ? Cháu bao Vinataba cô. Vinataba. Ok. Vinataba. Taba cô ơi. Tabaco. Lá, thuốc lá. Trong tiếng Nhật, thuốc lá là tabaco. Tabaco. Này, bà chị cả rồi. Chẳng biết lâu thế. À, đang dưới tầng hầm. Lâu quá đấy. Ok. Tầng hầm trong tiếng Nhật là chika. Ok. Ui, đẹp không? Ui, đẹp thế. Cây này tao đánh từ bên Nhật về đấy, đánh cả cây về đấy. Thật á? Cây sakura này bao nhiêu tiền đấy? Cây sakura này á? Bao nhiêu tiền trong tiếng Nhật là ikura. Và sakura các bạn biết rồi đúng không? Sakura chúng ta chỉ cần bỏ chữ sa và thêm chữ y vào đúng không? Thì chúng ta sẽ được ikura là bao nhiêu tiền? Sakura wa ikura desu ka? Cây sakura này bao nhiêu tiền? Ồ, cái ghế này trông có vẻ đẹp mà có vẻ bền nhờ. Ghế mấy đến Thụy Sĩ không ạ? Ghế Thụy Sĩ á? Hôm nọ học từ ghế là gì nhỉ? Hôm nọ từ ghế là isu. À, ghế này isu. À, Swiss. Swiss. Thì Thụy Sĩ chúng ta sẽ thêm chữ sự vào đằng trước. Swiss là Thụy Sĩ. Thụy Sĩ, ghế thêm sự vào là Swiss. Ok.